Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Việt Nam đã ghi nhận 300.000 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch xuất hiện. Tối ngày 18 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới và 3.751 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, nước ta cũng ghi nhận thêm 298 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Tính từ 18 giờ ngày 17 tháng 8 đến 18 giờ ngày 18 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 3.731, Bình Dương 2.513, Đồng Nai 443, Long An 428, Tiền Giang 282, Đà Nẵng 278, Kiên Giang 169, An Giang 105, Tây Ninh 104, Cần Thơ 91, Khánh Hòa 86, Bến Tre 72, Phú Yên 65, Vĩnh Long 61, Nghệ An 59, Quảng Nam 53, Hà Nội 46, Đồng Tháp 31, Bình Thuận 20, Thừa Thiên Huế 17, Hậu Giang 16, Bình Định 15, Đắk Nông 13, Quảng Trị 12, Quảng Ngãi 9, Ninh Thuận 8, Quảng Bình 8, Hà Tĩnh 8, Gia Lai 7, Bắc Ninh 7, Lâm Đồng 6, Thanh Hóa 6, Đắk Lắk 5, Lào Cai 4, Sơn La 2, Cà Mau 2, Ninh Bình 1, Thái Bình 1, Vĩnh Phúc 1, Lạng Sơn 1, Điện Biên 1, Bạc Liêu 1, trong đó có 5.935 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 807 ca, trong khi các tỉnh Bình Dương giảm 819 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca, thì tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 172 ca, tỉnh Đồng Nai tăng 145 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 302.101 ca nhiễm, đứng thứ 73 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 3.073 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 298.064 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 160.117, Bình Dương 52.346, Long An 16.007, Đồng Nai 14.945, Bắc Giang 5.795. Về tình hình điều trị, có thêm 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 115.059 ca. Ngoài ra, hiện có 654 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 20 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. Ngày 18 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, ghi nhận 298 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 255, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Vĩnh Long 2, Đà Nẵng 1, Bắc Giang 1, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Kiên Giang 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 18 tháng 8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Bộ Y tế đã có quyết định xuất cấp 30.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 cho nhiều cơ sở y tế tại tỉnh phía Nam đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, 17 bệnh viện, các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 cùng Bệnh viện Trung ương Cần Thơ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp thuốc Remdesivir trong đợt này. Đây là lần thứ hai thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế. Trước đó, ngày 8 tháng 8, lô thuốc đầu tiên gồm 10.000 lọ Remdesivir đã được đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thêm 298 bệnh nhân COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố tử vong. Tối ngày 18 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 298 ca tử vong. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 255, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Vĩnh Long 2, Đà Nẵng 1, Bắc Giang 1, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Kiên Giang 1. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18 tháng 8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Bộ Y tế cho biết, hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 654 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca.
Ngày 18 tháng 8, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện tuyến Trung ương thuộc Bộ Y tế vận hành chính thức đi vào hoạt động. Đây là mô hình bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19, bệnh nhẹ, trung bình và nặng. Quy mô lên đến 1.000 giường bệnh do Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện tuyến Trung ương thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm vận hành. Bệnh viện được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế, số lượng bệnh nhân COVID-19 hiện nay đã tăng lên quá nhiều, trong khi đó các bệnh viện hiện hữu đã quá tải, việc chuyển viện cho bệnh nhân không còn phù hợp. Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân từ nhẹ, trung bình đến nặng sẽ giúp hạn chế di chuyển bệnh nhân và giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Trong tổng số 1.000 giường bệnh, có 50 giường hồi sức, 150 giường cho bệnh nhân nặng, 500 giường cho bệnh nhân mức độ trung bình và 300 giường cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Tùy vào thực tiễn, bệnh viện sẽ có những điều chỉnh để phù hợp và đạt được hiệu quả cao nhất trong điều trị cho bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh lý giải vì sao số ca F0 ở cộng đồng tăng nhẹ những ngày gần đây. Trưa ngày 18 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin để làm rõ hơn về tình hình số ca mắc mới trong những ngày vừa qua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số ca nhiễm trung bình theo ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất vào tuần lễ từ 23 tháng 7 đến 29 tháng 7 với 4.916 trường hợp và giảm dần vào các tuần kế tiếp từ 13 tháng 8 đến 17 tháng 8 với 3.837 trường hợp. Phân tích số ca mắc trong tuần từ 13 tháng 8 đến 17 tháng 8 cho thấy số ca mắc mới chưa có sự biến động rõ rệt, có hiện tượng tăng nhẹ vào hai ngày 14 tháng 8 và 15 tháng 8, dao động từ 4.200 đến 4.500, sau đó giảm nhẹ trở lại vào ngày 16 tháng 8 và 17 tháng 8, dao động từ 3.300 đến 3.500. Số trường hợp F0 mới có triệu chứng cần phải nhập viện điều trị có sự tăng nhẹ vào hai ngày 15 tháng 8 và 16 tháng 8, dao động từ 2.900 đến 3.000. Ngày 15 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch 2715 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu thực hiện xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời người bệnh COVID-19 để điều trị, thu hẹp vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 đến 22 tháng 8 là giai đoạn giải phóng vùng sạch và đánh giá nguy cơ tại các vùng có tỷ lệ nhiễm cao. Ngành y tế dự báo số ca F0 có thể tăng nhẹ trong giai đoạn này do tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả các trường hợp F0. Cụ thể, ngày 17 tháng 8 đã có 1.435 trường hợp F0 phát hiện trong cộng đồng. Cùng với quyết tâm bóc tách tất cả các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng dân cư, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập 3 tầng thu dung điều trị, trong đó tầng 1 lần đầu tiên triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với gói thuốc điều trị tại nhà nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người bệnh phục hồi sức khỏe, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện điều trị thuộc tầng 2. Bên cạnh đó, các bệnh viện thuộc tầng 2 tiếp tục được đầu tư tăng cường nguồn oxy và các trang thiết bị phù hợp, nhất là các thuốc điều trị đặc trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm giúp giảm các trường hợp chuyển nặng, nguy kịch, giảm áp lực cho các bệnh viện tầng 3. Ngoài ra, các trung tâm hồi sức quốc gia đã đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu hồi sức tích cực cho các trường hợp nguy kịch trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hiện nay. Với nhiều giải pháp can thiệp đồng bộ sớm được triển khai trong giai đoạn từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 theo kế hoạch 2715, nhất là việc bổ sung kháng virus dạng uống cho người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ ở tầng 1, và thuốc kháng virus dạng truyền tĩnh mạch cho người bệnh có triệu chứng ở mức trung bình nặng ở tầng 2, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát được dịch bệnh. 9 ngày xét nghiệm, thành phố Cần Thơ phát hiện 802 ca F0. Báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 8 cho biết, trong ngày Cần Thơ ghi nhận thêm 79 ca nhiễm COVID-19, 104 người khỏi bệnh và 2 ca tử vong. Như vậy, tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 3.499 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.639 người đã khỏi bệnh, 52 người tử vong, trong đó có 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác. Báo cáo cũng cho biết, Sở Y tế vừa ban hành công văn phân công Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai lớn hơn 13 tuần. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tổng kết chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng trên địa bàn 9 quận, huyện của thành phố. Theo đó, từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 8, thành phố đã ghi nhận xét nghiệm test nhanh cho khoảng 1 triệu người và xét nghiệm PCR cho hơn 4.300 người. Kết quả ghi nhận 387 ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng và 204 ca trong khu vực phong tỏa. Tỷ lệ F0 phát hiện tại cộng đồng là 0,05% các F0 được bóc tách kịp thời ra khỏi cộng đồng, số lượng thấp hơn so với dự kiến theo phương án 0,4%.
Đồng thời, chiến dịch cũng thực hiện xét nghiệm tầm soát tại các khu cách ly, kết quả đã thực hiện 1.486 mẫu PCR, phát hiện 211 ca F0. Tại Vĩnh Long, tính đến 18 giờ tối ngày 18 tháng 8, tỉnh này ghi nhận thêm 61 ca nhiễm COVID-19, 63 người xuất viện. Tính từ ngày 9 tháng 7, tỉnh này đã có 1.822 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 906 người đã khỏi bệnh. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương đặt tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Giai đoạn 1, trung tâm hoạt động với quy mô 60 giường được trang bị nhiều máy móc, đảm bảo được việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 8 với quy mô 200 giường. Tại Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 31 ca dương tính, giảm 140 ca so với ngày hôm qua, 122 người khỏi bệnh được xuất viện. Tính đến nay, Đồng Tháp đã có 5.419 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2.920 ca đã khỏi bệnh, 105 người tử vong. Cũng trong ngày, các huyện, thành phố của Đồng Tháp đã chi hỗ trợ cho 1.154 lao động tự do, nâng tổng số lao động được hỗ trợ là 44.835 người, với tổng số tiền 67,2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và thành lập tiểu ban điều trị COVID-19. Và các tổ chuyên sâu đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Bến Tre, tính đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh này đã có 1.428 ca mắc COVID-19, trong đó 800 ca đã xuất viện, 32 ca tử vong. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thành lập khoa cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Theo đó, khoa hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 50-100 giường bệnh đặt tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế. Khoa hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 có chức năng tiếp nhận thu dung, điều trị những trường hợp bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị tuyến dưới. Tại Sóc Trăng cũng ghi nhận 102 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 778 ca mắc COVID-19, nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu, 228 ca, kế đó là huyện Mỹ Xuyên, 226 ca, trong đó có 175 người đã khỏi bệnh, 12 người tử vong. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, có chiều dài khoảng 500 mét, đoạn từ cầu Ba Ca đến cầu Úc Nhãn, gồm 16 hộ với 72 nhân khẩu.